bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua chương trình đã nhận được thư yêu cầu tư vấn từ một thính giả như sau. Công ty cổ phần T thuê mặt bằng cho chuỗi cửa hàng điện máy với nhiều chủ cho thuê mặt bằng trên toàn quốc. Vào ngày 2 tháng 8 năm 2021, công ty T ra công văn thông báo cho các chủ thuê về việc thanh toán tiền thuê mặt bằng trong giai đoạn cửa hàng tạm đóng cửa do ảnh hưởng dịch COVID-19. Theo đó, công ty T sẽ không thanh toán 100% tiền thuê mặt bằng trong thời gian cửa hàng phải đóng cửa hoàn toàn, không kinh doanh theo yêu cầu bắt buộc của cơ quan nhà nước, không thanh toán 70% tiền thuê mặt bằng trong thời gian cửa hàng bị hạn chế bán hàng để phối hợp phòng chống dịch. Công ty đề nghị tiền thuê đã thanh toán sẽ cấn trừ vào các kỳ thanh toán tiếp theo, cũng như sẽ áp dụng cho đến hết hạn hợp đồng thuê nếu xảy ra các trường hợp bất khả kháng buộc cửa hàng phải tạm đóng cửa hoặc hạn chế bán hàng. Dù chưa được sự chấp thuận của nhiều chủ cho thuê, nhưng đến tháng 9 năm 2021, công ty T đã tự chuyển khoản tiền thuê đã giảm theo thông báo. Vậy công ty T có được miễn trách nhiệm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 hay không? Xung quanh vấn đề này, chương trình Kinh doanh và Pháp luật hôm nay cũng đã có cuộc trao đổi với luật gia Tiến sĩ Trần Minh Sơn, vụ Pháp luật dân sự kinh tế Bộ Tư pháp, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Thái Bình Dương. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Vâng, xin chào luật gia Tiến sĩ Trần Minh Sơn ạ. Thưa ông, theo vụ việc chúng tôi vừa nêu thì ông nhận định như thế nào về hành vi cũng như là rủi ro pháp lý mà công ty T có thể sẽ phải đối diện trong trường hợp này ạ? Rủi ro pháp lý thực tế là đã xảy ra bởi vì công ty T có cái văn bản thông báo tới các chủ sở hữu mặt bằng về cái việc mà tự động người ta giảm đầu tiên là 70% đúng không ạ? Sau đó 100% thì đã gây thiệt hại cho các cái chủ sở hữu đấy rồi. Đặt trong trường hợp là chủ sở hữu đấy là những cái nhà mà đầu tư mặt bằng chẳng hạn thì họ cũng phải làm việc trả lãi ngân hàng trong giai đoạn đấy. Trong khi đó, Bộ luật dân sự như chúng ta đã biết có quy định về trong trường hợp là tình huống bất khả kháng như thế nào và được miễn trừ, nhưng với điều kiện là phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu trong trường hợp có quy định về trường hợp là bất khả kháng xảy ra, các bên có quyền miễn trừ thì đương nhiên trong trường hợp này là được miễn trừ. Nhưng mà nếu mà hợp đồng không quy định, bởi vì hợp đồng là chúng ta coi là hiến pháp tối cao nhất mà các bên phải thực hiện, thì trong trường hợp này với những cái dữ liệu cơ bản nhất mà chân trình đã nêu ấy, công ty T đơn phương để mà thực hiện, trong khi đó là những cái chủ sở hữu mặt bằng đấy người ta chưa có phản hồi lại, thì ông đã giảm trừ 70%, ông đã cắt 100% của các chủ sở hữu như thế thì đã vi phạm quyền và nghĩa vụ mà các bên đã cam kết trong hợp đồng là các bên phải thực hiện cái nghĩa vụ. Tôi là thuê thì đương nhiên phải trả tiền, mà bên thuê thực hiện bàn giao thì trong trường hợp này thì rõ ràng là có vi phạm, thì các bên căn cứ vào đấy có thể ngồi lại với nhau để thảo luận thương lượng. Trong trường hợp có cái chỉ thị 16 của Thủ tướng, các cái quy định có liên quan về việc giãn cách xã hội như thế ảnh hưởng đến cái việc mà thu nhập của các bên, thì các bên ngồi lại thương lượng có thể là giảm bao nhiêu phần trăm, đấy là quyền các bên. Còn nếu mà rõ ràng mà trong trường hợp này mà các bên không thương lượng với nhau được thì theo tôi nghĩ là các bên có quyền đưa ra tòa. Mà thực tế nếu mà theo dữ liệu vụ việc ấy, thì cái người mà cho thuê mặt bằng ấy, người ta đang bị thiệt hại, và việc mà đơn phương bên kia yêu cầu, bên này không có trách nhiệm phải thực hiện. Và khi mà người ta không có trách nhiệm thực hiện mà các bên không thảo luận với nhau được cái nghĩa vụ để thực hiện cái việc này thì các bên có quyền đưa nhau ra tòa, và tòa án sẽ là cơ quan có thẩm quyền giải quyết cái việc này. Vâng, xin được cảm ơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, phần trao đổi của luật gia Tiến sĩ Trần Minh Sơn cũng đã khép lại chương trình Kinh doanh và Pháp luật của chúng tôi ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ, quý vị vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháp luật.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas.
Năng lượng khơi nguồn đổi mới. Đổi